Hello mọi người, xin chào em Thảo. Rất là Chào vui chị. hai chị em mình lại go live cho một cái buổi trò chuyện talk show về Digital Business đúng không ạ? Thì xin được giới thiệu với tất cả các bạn, nếu như mà bạn nào lần đầu tiên ghé page của mình hoặc là lần đầu tiên lắng nghe buổi trò chuyện của mình nhé. Mình là Hằng, hiện tại thì đang ở Hà Nội, Việt Nam cùng với cả gia đình. Mình đang làm quản lý ở một công ty xây dựng và với kinh doanh kỹ thuật số này thì mình làm được hơn 3 năm. Và trong suốt cái hành trình 3 năm như vậy thì mình thường xuyên mời các khách mời tới page của mình để giúp các bạn hiểu rõ hơn về mô hình kinh doanh này và giúp các bạn giải đáp những thắc mắc băn khoăn mà các bạn còn có về mô hình này đúng không nào? Thì hôm nay mình rất là vui mời được em Thảo đến từ Hà Nội do cái buổi trò chuyện ngày hôm nay. Trong quá trình nghe tụi mình chuyện trò mà nếu như có bất cứ câu hỏi nào thì bạn cứ comment nhé để mình sẽ nhờ bạn Thảo giúp giải đáp tất cả các câu hỏi của các bạn nhé. Ok rồi, mình sẽ quay lại với cả bạn Thảo ngày hôm nay. Trước hết là chị chào Thảo và cảm ơn em đã nhận lời qua page của chị. Mời Thảo chia sẻ một chút xíu về em để mọi người biết em là ai, đến từ đâu, em làm việc gì nhá. Cảm ơn em. Em chào chị Hằng và cũng chào tất cả các bạn đã ghé thăm page của chị Hằng. Các bạn đã xem đang xem video live này hoặc là các bạn xem lại cái buổi live của hai chị em mình. Thì mình xin tự giới thiệu, mình tên là Phạm Minh Thảo. Hiện tại thì mình cũng đang sống tại Hà Nội cùng với gia đình và mình có hai bạn nhỏ đang học đại học. Công việc của mình là hàng ngày là nhân viên hành chính full time tại bên ngành khí tượng thủy văn, và mình cũng có vận hành kinh doanh kỹ thuật số ở trên tiếp cùng với chị Hằng được gần một năm rồi. Và trong một năm qua thì mình cũng học hỏi được rất nhiều điều từ tất cả các anh các chị ở trong cộng đồng kinh doanh. Ngày hôm nay thì mình rất vui khi được chị Hằng mời mình lên bếp của chị để có thể hai chị em trò chuyện với nhau về cái công việc mà hai chị em đang làm. Chị Hằng cũng là một người quản lý ở bên ngành xây dựng và mình cũng đang đi làm một công việc 8 tiếng, công việc chính của mình tại một cơ quan hành chính của bên khí tượng thủy văn. Thì hai chị em mình cũng đang bên cạnh đó cũng đang vận hành kinh doanh kỹ thuật số online trên toàn cầu. Và mình rất vui được có mặt ở đây để trò chuyện cùng với chị cũng như là tất cả các bạn đã ghé thăm về của chị Hằng. Wow, chị cảm ơn Thảo. Mọi người thấy là Thảo thì làm trong lĩnh vực về khí tượng thủy văn đó, trong khi mình làm ngành xây dựng và dường như là hai chị em chả có mối chung nào, thì không có cái điểm nào chung đó. Thế mà lại gặp nhau ở kinh doanh này đúng không? Thế mà thấy là cái kinh doanh cực kỳ là kỳ diệu khi nó có khả năng kết nối mọi người từ các ngành nghề, các background khác nhau, từ các múi giờ khác nhau nữa, cùng join vào cái mô hình này cùng làm, thật là tuyệt vời đúng không? Thảo vừa chia sẻ thì em đang làm full time cho mảng mà ở bên 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 khí tượng thủy văn. Em lại có hai bạn nhỏ này. Thế thì chị biết là một cái người đã làm full time mà lại có hai nhóc bé thì cực kỳ là bận rộn ấy. Thì chị không biết là Thảo sẽ sắp xếp thời gian để làm được công việc này như nào mà siêu thế em. Em cũng không xưa lắm đâu chị ạ. Thì thực ra là khi mà mình làm bên công việc công tham của mình tại một nhân viên nhà nước ấy, thì là mình cũng có rất nhiều những cái mong muốn và thực tế cái cuộc sống đó trong cái ở cái Hà Nội này và với cái mức lương của mình hiện tại đang đi làm ở công việc full time như thế, mà ví dụ như với cái tuổi của mình mà bây giờ bảo đi nghỉ cái công việc đấy, đi ra ngoài để bắt đầu một công việc mới thì nó có một cái gì đó nó sẽ có rất nhiều khó khăn vì là con còn đang nhỏ. Nếu mình đi ra ngoài mà làm công việc khác thì sẽ không có thời gian để chăm con, mà nếu vẫn làm công việc này thì có thời gian chăm con nhưng mà kinh tế lại không thể nào mà có thể có đầy đủ điều kiện để chăm lo cho con. Thì cái với cái mong muốn của mình thì mình sẽ cần phải sắp xếp thời gian để mình tìm kiếm một cái công việc gì đó để có thể phù hợp cho mình, là vừa đảm bảo được công việc ở liên quan này, vừa có thể chăm sóc các con này khi các con còn đang bé. Mình là một người mà mình rất thích về giáo dục, mình rất thích về giáo dục sớm, rất thích về giáo dục và rất mong muốn được có nhiều thời gian để đồng hành cùng với con, cùng có nhiều thời gian để có thể đi chơi với con này, cùng con học tập này. Thì làm thế nào để mình có thể vừa có những cái mong muốn như thế lại vừa có thêm được những công việc nào? Thì cái thời gian đầu của em thì cái kia là khi mà chưa làm công việc này thì mình phải dành trọn bộ thời gian, khi buổi tối về nhà với các con mình dành toàn bộ thời gian cho các con. Nhưng mà khi mà mình thấy rằng là mình cần phải có một công việc để có thể gia tăng cái thu nhập để đảm bảo cho các con, khi các con lớn, các con đi học, các con cần có thêm nhiều những cái chi phí trong cuộc sống, cũng như là bố mẹ mình thì cũng già yếu và cũng có sẽ có cần những cái chi phí, và ngay cả bản thân mình cũng cần những cái chi phí để chăm sóc bản thân, chăm sóc bố mẹ,
và chăm sóc cả con, thì lúc đấy là em sẽ khi mà em sắp xếp thời gian là khi mà các con đi ngủ thì mình sẽ tranh thủ vào buổi tối các con ngủ rồi thì sẽ làm một chút này, hoặc là mình sẽ dậy sớm hơn, dậy sớm hơn một chút để mình có thể sắp xếp được cái thời gian để mình có thể làm việc. Tại vì công việc này là công việc online và nó lại không phụ thuộc vào ai cả, nó mình chủ động mình sắp xếp và mình học tập mà cái trên theo cái training site có sẵn, mình có thể học bất kỳ lúc nào, làm bất kỳ lúc nào, cái thời gian là cho mình chủ động sắp xếp. Cho nên là những cái lúc em có thể dậy sớm hơn khi mà cả nhà đang ngủ thì em dậy sớm hơn để em có thể em vào những món học của em làm như buổi tối đấy. Thì cái công việc em sắp xếp như thế thì mình vẫn vừa có thể là đảm bảo với cái công việc hàng ngày của mình và đảm bảo chăm lo cho các con. Mà thì em thực sự em thấy là khi mình có mong muốn đấy thì mình sẽ biết cách để mình sắp xếp lại cái lịch trình hàng ngày của mình và cái thời gian như thế. Đúng rồi, cảm ơn Thảo, chị cũng hoàn toàn đồng ý với em. À, cái quan trọng là trong cuộc sống mình đặt thứ tự ưu tiên là cái gì lên trên, đúng không? Vì là khi mà chị tư vấn cho mọi người, lúc mà mọi người muốn tìm hiểu về mô hình kinh doanh này thì cũng khá nhiều bạn cũng hỏi rằng là em đang bận lắm, em đang full time job, rồi em chăm một lúc hai con, ba con, thậm chí bốn con nhỏ thì lấy đâu có thời gian mà làm. Nhưng mà thực ra ở trong cộng đồng thì lại phần lớn mọi người đều đang đi làm full time job giống như chị em mình đó, cũng đang có con nhỏ. Và thậm chí có những người làm hai ba job, thậm chí có người chăm bốn đứa năm đứa con mà người ta vẫn làm được đó. Thế rồi thậm chí là trong 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 team bọn chị đang làm, có một chị làm nhà ngoại giao và làm quản lý cho các tổ chức quốc tế, bà nội của hai đứa cháu, mẹ của sáu đứa con, cả dâu cả rể cả con của mình, bận vô cùng. Và bọn chị toàn trêu là mỗi lần muốn tìm chị toàn phải tìm chị ở trên mây, bởi vì chị cứ bay đi bay lại hết từ nước này sang nước khác để chủ trì hội nữa. Đấy, người ta bận như thế người ta còn làm được. Thế thì cái quan trọng đó là bạn ưu tiên cái gì, bạn đặt cái gì lên ưu tiên thì bạn sẽ làm được. Nếu như bạn muốn làm cái kinh doanh này thì bạn sẽ sắp xếp được 1 tiếng hoặc 2 tiếng một ngày để làm kinh doanh này, đúng không? Còn bạn không muốn thì kiểu cả 24 tiếng bạn không có việc gì làm, bạn vẫn bảo ôi bận lắm, bận lắm, bận lắm, đúng không? Thế là, cho nên là hoàn toàn đồng ý khi Thảo chia sẻ rằng là cái quan trọng là bạn ưu tiên cái gì mà thôi, đúng không? Đó, thì Thảo làm được gần 1 năm nay, thì với một cái người mà làm văn phòng với một cái mảng chả liên quan gì đến kinh doanh kỹ thuật số ấy, thì em có những khó khăn nào khi em bắt đầu? Khi mà bắt đầu về cái công việc này thì lại cái khó khăn đầu tiên của em đó là chị đó, chắc là ngôn ngữ, tại vì là khi mà vào cái này đấy là một cái mô hình mà trên toàn cầu thì cái ngôn ngữ mà nó sử dụng tiếng Anh mà mình đến cái trình độ tiếng Anh thì lại ù cả cả thực sự là vào lúc đầu là hơi bị choáng ngợp, vì thứ nhất là về ngôn ngữ, thứ hai là rất rất nhiều kiến thức mà mình không biết gì cả. Mình nhìn cả một cái hệ thống training site, hệ thống bài giảng, rồi hệ thống các video dạy từ A đến Z, từ rất rất nhiều những cái mô hình, rất nhiều những cái nền tảng kỹ thuật số khác nhau, nào là YouTube, nào là Facebook, rồi TikTok, rồi là Google, ôi rất là nhiều những cái nền tảng khác nhau mình cũng chưa chắc rồi. Mình đọc mình chẳng hiểu gì cả mình nghe thấy cái ồ ồ cả cả cái này cái mình làm như thế nào. Nhưng mà thực sự là khi mà mình giúp các khách hàng về cái mong muốn thì mình có thể đi chậm hơn mọi người, vì mọi người nghe tiếng Anh mọi người hiểu luôn thì mình chậm hơn. Thì rất là may mắn về sau này là khi khi mà team Việt Nam dần dần phát triển, Việt Nam là bây giờ hiện tại là team Việt Nam là đứng thứ hai trên thế giới trong cái cộng đồng kinh doanh số của mình, và có rất nhiều những cái hỗ trợ để cho cộng đồng người Việt Nam có thể dễ dàng phát triển hơn trong công việc này. Thì em thấy là bây giờ có những cái hỗ trợ về dịch này, thì khi đấy là em xem thì em hiểu hơn, và thứ hai là cái video cái hướng dẫn của mình ấy, nó rất là chi tiết, bạn có thể không hiểu tiếng Anh nhưng bạn nhìn người ta làm nhà bạn bấm đúng được cái vị trí đấy là, thì em cũng không bấm đúng được người ta bạn nhà là đúng như thế tìm đúng chữ đấy để bấm, thế cuối cùng là mình cũng vận hành được, cũng ra được cái website cho mình, cũng chạy được cái chương trình tự động cho mình. Thế mình thấy ô thế là mình cũng làm được rồi chứ không đến nỗi mà mình về quá đáng sợ. Tại vì đầu tiên khi mình vào mình cảm thấy hệ thống như thế thì mình nghĩ là sợ, nhưng khi mà mình bắt tay vào làm từng công việc một thì tự nhiên nó sẽ có công việc từ đầu đến cuối, cái từ những cái rất là sơ khai, thì mình cứ làm từ cái sơ khai một, mình cứ đi từng bước một, rồi đến cả những hành trình thì mình sẽ tính à ồ thế là mình cũng đã đi được một đoạn đường rồi đấy chứ Tuyệt và quá. thì và thì đấy cái mô thứ nhất, cái khó khăn thứ nhất về cái ngôn ngữ của em, thì vì sau này làm thì đã có được một cộng đồng Việt Nam vô cùng lớn mạnh hỗ trợ,
thì cái phần ngôn ngữ đấy nó lại không phải là cản trở nữa. Về cái đầu tiên cái khó khăn thứ hai là về cái công nghệ thông tin, thì đúng là mình không biết gì về về cái mảng ưa số, thì lại có một hệ giống trên insight rất là chi tiết luôn, từng bước một. Có nghĩa là cầm tay chỉ việc từ A đến B đến G, nghĩa là đi từng bước một, trên này không bao giờ mình chả sợ từ vậy từ A đến E được, tại vì nó có từng bước một. Nếu mình không làm được lại quay lại từ đầu mình xem lại người ta hướng dẫn như nào, và có video. Và cho nên là khi mình có video, mình có hệ thống được dạy bằng phân ra và tiếng Việt ấy, thì mình sẽ dễ dàng mình hiểu hơn và mình làm được. Thì bắt đầu mình thấy rằng là hai cái khó khăn đấy với em thì bây giờ có thể giải quyết được. Thì em thấy là với việc của mình đã là bây giờ chỉ có là kiên trì hành động thế thôi. Wow. Hay quá. Thảo chia sẻ là Thảo có hai khó khăn nhất khi mà bắt tay vào kinh doanh này, đó chính là ngôn ngữ và công nghệ, đúng không? Thì chị cũng nhớ lại cái hồi đầu khi mà chị mới làm kinh doanh này cũng thế. Hai cái rào cản thì đó cũng chính là ngôn ngữ và công nghệ. Bởi vì sao? Ngôn ngữ thì mình cũng không phải là dân tiếng Anh ra, cho nên là nghe đúng như Thảo nói là cũng ù cả cả, cứ nghe tay nọ sọ tay kia, thậm chí chị còn lăn ra ngủ cái hồi đầu lúc mà chị xem webinar. Thế mà công nghệ đúng cũng vậy, vậy. nghe mình không hiểu thì mình sẽ buồn ngủ chị nhá. Đúng rồi, phải luôn, như là ru ngủ luôn ạ. Và cái thứ hai cũng là nghe nghe thấy bạn chứ sao sao mà lâu thế công tại vì có hiểu gì đâu thế cho không nên là hiểu. để thấy là bây giờ các bạn mà join cái cộng đồng này ở thời điểm này, trời ơi đúng là thời điểm vàng, bởi vì mọi thứ sẵn nong sẵn đĩa rồi, webinar bằng tiếng Việt, training Đấy, đúng site bằng rồi. tiếng Việt đấy, rồi rất nhiều training của đội nhóm của team từ các coach bằng tiếng Việt, trời ơi mentor và coach là người Việt Nam hỗ trợ, thì đúng là bây giờ là thời điểm vàng, nếu ai nhìn ra cơ hội đúng không. Thành ra những bạn nào mà quan tâm tới mô hình kinh doanh này mà muốn được dự một cái webinar bằng tiếng Việt nhé, do cộng đồng doanh nhân kỹ thuật số là người Việt Nam chia sẻ bằng tiếng Việt, thì bạn có thể đăng ký ở trên website như bạn thấy trên màn hình, thì mình sẽ gửi cho bạn cái đường link để bạn join cái webinar đó vào 8 giờ tối chủ nhật. À, cuối tuần này là 18 tháng 6 đó, thì các bạn sẽ được xem cái webinar này. Mà hồi xưa ấy, mình với là Thảo là xem vào webinar tiếng Anh và chả hiểu cái gì cả, lăn Rồi. quay ngủ. Bây giờ các bạn Xem bằng tiếng không Anh không hiểu gì cả luôn. Xem thì xong các cứ bạn há mồm cũng ra. quan chuẩn luôn, nghe rất là hiểu. Cái quan trọng là khi mà mình hiểu bằng thứ ngôn ngữ mẹ đẻ thì cái câu chuyện và những cái gì mà người chia sẻ mình hiểu và mình cảm nhận rất là hay luôn. Thực sự là có những cái webinar mà nghe xong mà mình gai hết người, thậm chí là xúc động chảy nước mắt theo những Xúc diễn động giả quá. chia sẻ được không đấy. Thì thế là đấy, khi mà mình làm chủ một cái ngôn ngữ thì tuyệt vời vô cùng. Và bây giờ các bạn đang có công cụ mà bọn mình cứ hay chưa được trang bị tới tận chân răng để tìm hiểu về cái mô hình này cũng như làm được, quá là tuyệt. Chúc mừng Thảo là đã vượt qua hai cái thử thách, hai cái khó khăn đầu tiên. Nhưng rõ ràng chị thấy là khi mà mình cùng gọi là kiên trì cùng với cả cái sự phát triển của kinh doanh này này, thì mình lại master, mình lại nắm được nó, và nó chính là cái động lực để mình sẽ thành công đúng không. Và một khi đã thành công thì mình quay trở lại mình nhìn cả cái quãng đường như vậy, mình thấy là wow sao tự hào về bản thân thế, mình đã đi một quãng rất là xa đúng không, cả về mặt công cụ lẫn về mặt Đúng ngôn ngữ đúng không. Chúc mừng rồi. Thảo. Thế thì Ngày trước, vâng chị ạ, ngày trước nhé, khi mà em làm trước kia làm cái này thì em cũng kinh doanh online, nhưng mà cái kiểu mà mình kinh doanh theo cái kiểu là đăng bài trên đấy để bán đấy chị, ai Rồi. quen thì mọi người biết thì mọi người Rồi. mua, thì Đúng mình rồi. cứ ao Khi ước nghĩ là có ngon một lành thì cái hay nghĩ như vậy. mình cứ ao ước làm thế nào mà có cái gì mà cho nó tự động cho mình, chứ như bây giờ cứ suốt ngày đi những cái này tất nhiên là đi bắt cá này vì không hộ, mình thấy là Công nó nhận, mất công nhận. nhiều thời gian, vì con thì nhỏ mà Đúng rồi. nó không có một cái sự thu nhập nó đều ấy, nó chất bổ chất bổ chất bổ, và em khao khát một cái hệ thống tự động là khi đó Đúng mình có được một cái rồi. hệ thống rất là tuyệt vời, giảm tải rất nhiều thời gian cho mình luôn, và em thấy Đúng nó rất rồi. hay. Ở bán Đúng tiếng kinh doanh online chị cũng chỉ là đăng bài lên trên Facebook để bán thôi, chứ có kỹ thuật gì đâu. Thế nhưng mà rồi. vào đây thì được học rất nhiều những cái công nghệ này, thứ hai là có một cái hệ thống bài giảng nó về nó là về phương pháp để mình làm, chứ không phải là kiểu mình làm cái kiểu như kia, thì em thấy rằng là cái phương pháp nó rất là tuyệt vời, cái nguồn kinh doanh rất là mình chủ động được thời gian. Em thấy cái hay đó là mình chủ động thời gian để mình có thể làm bất cứ mà, bởi vì em con nhỏ có thể tối này nhiều khi làm cái kia thì buổi tối có khi lúc người ta đang online thì mình phải làm chứ, lúc đợi người ta đi ngủ hết thì mình làm, Đúng rồi. khác người ta mua hàng cho mình nữa.
Đúng rồi, đúng rồi. Thế cho nên là cũng nói là kinh doanh online, nhưng rõ ràng cái kinh doanh mà trên nền tảng kỹ thuật số chị mình đang làm nó khác hẳn với những cái kinh doanh online mọi người đang làm ở ngoài kia. Nếu như mọi người làm kinh doanh online một cách thông thường ấy, thì sẽ thường là làm về mỹ phẩm này, bỉm sữa này, đúng không? Quần áo, thời trang, túi xách, giày dép, đồ hiệu, kính mít đó. Mọi người hay làm theo như vậy và cứ đăng bài để bán sản phẩm đó, tùm lum tùm la khắp nơi như thế, đúng không? Nhưng cái mô hình bên mình thì khác hoàn toàn, mình không phải đi bán sản phẩm, vì ở đây đã có một cái hệ thống vô cùng là tuyệt vời, một hệ thống tự động để giúp và làm thay cho mình rất 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 nhiều các phần việc trong cái business này, và cái phần còn lại của mình chỉ là marketing về cái mô hình kinh doanh này trên mạng xã hội thôi, thì nó mới 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 là tuyệt vời, nó giúp mình tiết kiệm vào thời gian, đúng không? Và mình không phải đi demo sản phẩm, không phải đuổi theo khách hàng, không phải tận dụng các mối quan hệ bạn bè hay người thân, đúng không? Đấy là một cái điểm cực kỳ khác biệt, và mình tin là khi các bạn join vào trong cộng đồng ấy, các bạn sẽ được tìm hiểu rất là chi tiết, và các bạn cũng sẽ phải ồ à lên ngạc nhiên giống như hồi đầu mình và Thảo join vào cộng đồng ấy, nó là như thế đấy. Và chính nhờ cái hệ thống tự động và rất là thông minh như thế nên là bọn mình mới có thể tranh thủ mỗi ngày 1-2 tiếng và phát triển cực kỳ là tuyệt vời, đúng không? Rồi thế thì với quãng đường Thảo đi trong cái business được gần 1 năm ấy, thì nếu như cho Thảo nhặt ra 3 cái điểm mà Thảo thích nhất về mô hình này, về cái hệ thống này, thì em sẽ lựa chọn 3 điểm nào? Nếu mà nói về cái thích nhất là cái hệ thống này, thứ nhất là em thấy nó mình chủ động thời gian làm việc, đấy là cái điều mà em vô cùng thích. Mình có thể đi làm được ở bất cứ nơi đâu, mình cũng thể có thể làm được, và thứ hai là nó không bị phụ thuộc quá nhiều. Mình cũng đôi khi mình chỉ cần làm việc ở trên cái điện thoại này thôi, chỉ cần làm việc trên cái điện thoại này của mình cũng có thể làm được việc, và cái thời gian thì mình để chủ động sắp xếp được, chứ mình không bị phụ thuộc vào nhiều người. Ví không ví dụ như là online thì thường thường là mọi người sẽ có những cái giờ vàng để mọi người làm việc đó, nếu mà để thu hút được những cái khách hàng thì sẽ có những cái giờ vàng để làm việc. Thì mình làm trong cái giờ vàng thì sẽ thu hút được nhiều người. Nhưng chị thấy xem ở trên online người ta go live vào những cái giờ mà rất nhiều người xem, và người ta làm thường xuyên thì ngày nào ngày nào cũng phải làm gì thì có những cái bản. Nhưng ở đây thì mình không cần như thế. Có thể như em thì có thể là ví dụ khi con đi ngủ cái lúc 11 giờ đêm rồi người ta cũng đi ngủ chứ, nhưng lúc đấy mình lại có thể làm được. Và khi mà mình làm như thế thì mình xây dựng một cái hệ thống tự động, và khi mà mình đi ngủ một cái hệ thống lại nó làm đấy, cái đấy là cái mà điều mà em vô cùng là tâm đắc khi làm công việc này, đó là cái thời chủ động của thời gian. Cái thứ hai là có một cái hệ thống bài giảng rất là chi tiết, và nó có một hệ thống là một cái mô hình nó rất là lớn, mình có thể không làm ở trên cái nền tảng này, mình có thể làm cái nền tảng khác, và cái là cái công nghệ nó luôn cập nhật, chứ không phải là mình vào cái ngày hôm nay mình học cái bài này và cứ mãi mình áp dụng cái bài này, không, công nghệ luôn luôn được cập nhật bởi tất cả các cốt vô cùng thành công, mọi người đã đi trước, mọi người đã làm, mọi người chia sẻ lại, và luôn luôn được có một cái sự hướng dẫn tận tình như thế. Thì cái việc với mình là một người mà chẳng có một cái kinh nghiệm gì về cái kỹ thuật số này, về cái công việc kinh doanh này, mà mình cũng được các cô chia sẻ, các cô dạy, các cô chỉ những cái mà các cô đã đi, những cái chị hàng mà tốt vô cùng là thành công ở trong cuộc đời mình, chị rất là giỏi, chị chia sẻ lại những cái kinh nghiệm của chị đã đi, chị đã xây dựng như thế nào, chị chia sẻ lại rất nhiều, rất chi tiết, để bây giờ bọn mình đi đằng sau bọn mình có thể học lại những cái gì chị chia sẻ, và bọn mình có thể dễ dàng không bị vấp ngã như chị đã từng vấp ngã, bây giờ mình không bị vấp ngã lại những cái lỗi như thế, thì mình có thể dễ dàng vượt qua. Thì tại sao mình đi sau, mình không hề có một cái trình độ gì về công nghệ mình vẫn có thể làm được. Mình làm ở bên khí tượng thủy văn, nhưng đây là bên kinh doanh. Khi bạn nói đi kinh doanh thì bạn sẽ nghĩ là một cái gì đó nó là cạnh tranh, hay là một cái gì đó thương trường hay chiến trường, nhưng ở trong này thì nó là thương trường ở cái môi trường làm việc của mình, và mối cộng đồng nó cũng rất là giàu tính nhân văn. Bọn mình gặp nhau có thể là lần đầu tiên thôi, nhưng mà chị em đã có rất nhiều những cái tình cảm với nhau, có thể chia sẻ với nhau rất là thân tình, có thể giúp đỡ nhau. Làm thì ai em làm như thế này, em phải làm như thế này thì mới được này, làm như thế này thì không được. Đấy là một cái điều mà em cảm thấy rất là tâm đắc khi mà làm ở trong cái cộng đồng này. Là hai cái điều mà em cảm thấy rất là tuyệt vời khi mà kinh doanh, của mình. Em nói chỉ làm khi mà kinh doanh thì giống như một sự cạnh tranh rất là lớn. Mình ra ngoài là sẽ có người khác người ta cạnh tranh với mình, nhưng ở đây thì mọi người hỗ trợ nhau rất là nhiệt tình, và mình cảm thấy rất là ấm áp khi mình ở trong cái môi trường này. Đấy, thì cái giá trị của em cảm thấy rất là lớn khi mà em tham gia vào cái công việc này. Và em cảm ơn chị.
Wow, tuyệt vời, rất cảm ơn Thảo đã chia sẻ. Đúng là những cái điểm mà Thảo chỉ ra là em là rất thích về cái mô hình kinh doanh này thì nó cũng là điểm chị rất thích đấy. Bởi vì là chị em mình đều là những người bận rộn và có các con nhỏ cần phải chăm sóc ấy, thì cái việc gọi là flexible về mặt thời gian nó rất 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 là quan trọng đúng không? Thế rồi một cái hệ thống, một cái training sai bài bản rồi chạy tự động chứ, thế mới giúp cho mình tiết kiệm thời gian nhỉ. Chứ bây giờ mình lại ra một cái mô hình mà lại cũng phải 8 đến 10 tiếng nữa một ngày nữa thì mình chịu mà chả phân thân là được đúng không? Đó thì có lẽ là buổi trò chuyện của chị em mình cũng nên nghỉ ở đây thôi để cho mọi người được nghỉ ngơi đúng không? Thì nếu như những bạn nào mà quan tâm tới mô hình kinh doanh bên tụi mình mà muốn có thêm thông tin thì cứ đăng ký trên website của mình, trên website của Thảo đều ok. Tối chủ nhật này 8 giờ ở Việt Nam toàn do các nhà doanh nghiệp kỹ thuật số người Việt Nam sẽ chia sẻ cho các bạn để các bạn hiểu sâu hơn về mô hình này, và chắc chắn là việc nghe bằng tiếng mẹ đẻ sẽ giúp các bạn hiểu rất nhanh về mô hình cũng như là hiểu được những cái câu chuyện của những thành viên đã tham gia cái cộng đồng này như thế nào, thì họ đã thành công ra sao, thì họ sẽ chia sẻ lại cho các bạn để các bạn hình dung dễ hơn. Đó thì các bạn sau khi đăng ký thì mình sẽ gửi cho các bạn cái đường link để dự cái buổi webinar đặc biệt đó nhé, và có bất cứ câu hỏi nào các bạn cứ thoải mái nhắn tụi mình rồi mình sẽ luôn ở đây để chào đón các bạn nhé. Rồi thì với Thảo thì một lần nữa xin cảm ơn em đã dành thời gian qua của chị và chia sẻ khá nhiều thông tin thú vị ngày hôm nay. Chúc cho cái hành trình của em sẽ ngày càng thành công, sẽ ngày càng rực rỡ hơn nữa nhé. Cảm ơn Thảo. Và em cảm ơn chị Hằng cũng như là cảm ơn tất cả các bạn đã ghé thăm Tết của chàng ngày hôm nay, và mình rất hy vọng rằng các bạn sẽ đăng ký để các bạn có thể xem một cái webinar vô cùng là tuyệt vời. Lúc đó các bạn sẽ nhìn thấy một cái cơ hội để cho mình có thể là nó phù hợp với mình thì sao, chỉ cần một cú click chuột thôi nhưng bạn sẽ có đón nhận được một cái cơ hội và có thể là sẽ mở ra một cái chân trời vô cùng mới như là chị em mình đang được đi trên cái chân trời đó. Thì Chuẩn mình rất vui nếu được gặp lại các bạn ở trong cái cộng đồng của tụi mình. luôn. Chào, hẹn gặp lại các bạn nhé. Em chào Ok, chị, chào cảm ơn Thảo. chị. Ok, và chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi buổi trò chuyện của mình nha. Bye. Bye bye.